Ê, anh ơi, có cái bạn này hỏi mình là có nhận thử thách 100k đi sơ cuộc thi uống rượu lãng mạn không cần? Sao là mà sếp này? Tưởng gì chứ tụi tôi khoái mấy vụ ứng biến này lắm mà nha. Nói chưa, nguồn cảm hứng sáng tạo cho bartender tụi tôi có thể đến bất kỳ đâu chứ không chỉ trong 13 đâu nha. Nên mà Quyên vừa nghe xong là sọc thẳng vô cái tủ của cider liền. Lụm ngay lon Dark Fruit cho thêm nồng nàn à. Kế tiếp là một em mứt vỏ cam ngọt ngọt thơm thơm. Mà hai cái này hơi ngọt nên quay qua hốt thêm một em kombucha cam đào chua chua để cân bằng lại nha. Tạm ổn rồi đó, nhưng mà cái bệnh nghề nghiệp của bả thì không thể thiếu đồ trang trí được. Đi thẳng tới cái hàng kẹo là bả cực kỳ khoái cái thanh chua chua này lắm nè. Vừa ngon vừa đẹp nữa. Xong rồi, tính tiền thôi. Nhưng mà mọi người đừng quên mua thêm hai cái tẩy đá để pha nước uống nha mọi người. Trời ơi, có 83 ngàn, quá dễ. Đồ nghề đã sẵn sàng, vô pha thôi. Mình lấy một cái ly không, rồi sau đó rót tầm nửa lon Strongbow Dark Fruit vô ly nha. Kế tiếp là mở hũ mứt cam này nè, xong rồi bỏ hết mứt vô trong cái ly thôi. Cuối cùng là kombucha, rót khoảng nửa lon xong rồi khuấy đều lên nha. Nhớ là khuấy đều cho cái mứt cam này nó hòa quyện chung với nước nha. Xong rồi mình rót cái cocktail mình đã pha này vô hai cái ly đá nãy mua nha. Cuối cùng là mình top up với nửa lon Strongbow còn lại. Tới phần trang trí là cái thanh kẹo yêu thích của bà Quyên luôn. Để lên cho màu mè người ngựa. Cái món này á, vị nó cực kỳ là chua ngọt, dễ uống mà lại có một xíu cồn của Strongbow nữa. Nhưng mà cái mùi nho nhẹ nhẹ của nó rất là quyến rũ để mình có thể uống chung giữa các cặp đôi với nhau. Cực kỳ là sướng, cực kỳ là rẻ luôn. Challenge này quá dễ. Chưa tới 100 ngàn luôn. Ai có challenge nào khó hơn cứ thử thách tôi nha.